you can buy all the components for the project from UTsource. Rồi, sau đây là cái nguyên lý hoạt động của cái mạch này. Ở đây thì mình có hai cặp totem driver sử dụng con tip 41 và con tip 42. Có tác dụng là nó sẽ tăng cường cái dòng lái giúp chúng ta có thể lái được nhiều phép hơn. IC dao động chính là con SG3525. Thì con này nó có RT là 10K và tụ CT là tụ 222. Thì cái tần số nó khoảng 30 đến 31 kHz. Nó khá là phù hợp với lại nhiều loại lõi. Rồi, thì mình có sử dụng thêm một con op amp là LM358. Thì một con là sử dụng cho bảo vệ quá tải, quá dòng. Đấy, overload. Và một con thì để bảo vệ cho pin yếu. Thì cái con mà bảo vệ pin yếu này nó có một chân so sánh, tức là cái chân chân số 5 ấy, nó có mức điện áp là 5V, và cái chân số 6 thì nó nối với lại một cái bộ phân áp. Nếu như mà nó nhỏ hơn 5V thì ngay lập tức nó sẽ cut out và nó sẽ tắt con inverter ngay. Đấy, đấy là chức năng bảo vệ cho pin yếu. Và cái con op amp thứ hai thì nó có chân số 2 có điện áp tham chiếu nó 0,5V, và có chân số 3 thì đã được nối với lại con điện trở xăng ở bên ngoài. Nếu như mà cái điện áp mà rơi trên xăng mà lớn hơn 0,5V ấy, thì nó cũng cut out luôn. Đấy. Thì ở đây nó là nối với cái đường IPRO, tức là cái đường bảo vệ quá dòng. Đó, mạch nó cũng chỉ đơn giản như vậy thôi.